Hello cô chú anh chị, sáng nay em Chi ngủ dậy đang chuẩn bị đi chơi nè mọi người. Ở trên nhà cậu hôm nay đám nhà cậu Kim á, hôm nay đám giỗ ha. Sáng là 6 giờ Kim đã lên, 6 giờ mấy đó là Kim đã lên phụ làm gà, làm vịt vừa rồi mọi người. Xong rồi em Chi ngủ dậy nè, dậy thay đồ cho ẻm rồi bây giờ sẽ đi. Cái nhà cậu kém đây. Hôm nay người ta đã vào dựng rạp đó cô chú anh chị, 20 mới đám cưới, hôm nay mới có 17 tay thôi là đã dựng rạp đó cô chú anh chị. Này chút dựng lần lần quá. Wow. Rồi. Rồi xuống luôn. Rồi ai uống? Rồi anh uống luôn. Ồ, anh đâu uống? Dạ, chị để đưa cho chị uống. Đưa cho bà uống mấy tình. Đi bỏ ra đi. Hai ơi. Hai. Ví dụ anh che mấy triệu à. Rồi tí uống rồi. Nha, rồi. Dạ nè. Wow. Chi chi uống rồi. Ngon không? Quá ngon quá. Ai giá bộ tại mưa cái ai trời nay mát mẻ nó không mưa nổi. Đám cưới mà mát về khỏe hả? Đám cưới mà mát về khỏe. Múc lên cái gì vậy? Cáo á. Mình luộc mới luộc gà xong. Bột tương này ngon ha, tươi nè. Tương này nướng lẩu ăn ngon hả? Ừ. Này nướng ăn cũng ngon lắm ha. Sợ ướt. Chút khô rồi được không? Đẹp ha. Mực tương quá chừng nào. Ừ. Bạch tuộc chứ phải mực. Cái này nướng ha, xèo xèo nướng lửa than á. Này mướp với lại xả ớt á, muối tiêu ớt á. Này giống như là lẩu Thái. Này giống lẩu Thái hả vậy? Mình cái nồi nước lẩu rồi để cho nấu cái bắp lẩu Thái ha cô chú anh chị, có bò nè. Bạch tuộc với tôm, thịt bò với lại bạch tuộc là mình đã ướp xong hết trơn đó mọi người. Cháy tỏi nè, ướp rất là thơm luôn. Cháy tỏi vàng ướp thơm lắm. Bạch tuộc đó, ổng sắp mà ổng kỹ ghê, ổng sắp làm như nhà hàng vậy đây nè. Đó. Có lớp có lan đồ ha. Ừ, thịt gà. Mình Tư đang chặt thịt gà này, nó món gì Mình Tư? Chiên. Chiên, ngon. Gà ta ha cô chú anh chị, gà ta ở nhà nuôi luôn thả giường. Đẹp thấy cắt mấy cái rau đi, không để rau lòng thòng ở dính bàn. Cắt mấy cái rau đi. Rối. Tôm này mà tôm bao nhiêu ký vậy? Trời, 160 hả? Là rẻ đó. Giờ hôm nay chợ rẻ nè, hôm bữa con mua chắc bằng nửa con này á. Rồi cho bác khác chứ đâu. Bạn hú đâu? Ông dậu đứng mắt đó. Mắt bạn 56. Thì đó. Để hai bên đi, bên năm con. Không, nói nó rẻ, mà có trả giá không vậy? Ừ. Nghe ba giá vậy 200. Bơ loại. Chị là chị mua tôm nhỏ chiếu không à. Tiết kiệm á mà. Đúng rồi. Mà vẫn mắc. 120. 10 con gì đó Thảo à? Ừ. Rồi đủ rồi đó, đẹp rồi đó Thảo. Quá, đẹp gái quá. Rồi thôi còn sắp hành sắp ớt lên nữa. Đúng đó. Nữa. Ừ. Đây. Hành ớt đây.
bóc đi rồi hồi dụi mắt lỡ qua tôi mua xương về tôi luộc giờ anh thôi trời ơi nhiều dữ vậy. Đó. Wow, thấy đi đẹp đẹp. Trời ơi, một cái dễ phẩm. Thấy đi đẹp đẹp. Wow. Vậy tôm tô nhậu. Lẩu thái nha cô chú anh chị. Đây tôm mực với bò đã ướp xong hết trơn, ngon quá. Rồi bọc lại đi để cho nào ăn lấy ra. Ngon quá Thảo. Mà sắp đẹp nữa. Giỏi chứ trời. Mà lấy tờ lấy gì á tạo gì gấp bóng cái. Gà xào khóm ha cô chú anh chị đây. Gà nấu khóm ăn ngon lắm mọi người. Cái này là nồi nước lẩu, lẩu thái. Lẩu thái mà tôi để rau gì nhiều vậy? Ngò gai á hả? Với măng nữa phải không? Đó là... À nấm. 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 Nấm đó. Rồi, cái này là kim mới sắt xong nè, cái này trộn gỏi gà hả mọi người. Này cháo hả cô chú anh chị? Giờ bưng lên cúng. Hôm qua cúng sớm lắm mọi người. Hôm qua sáng 6 giờ là bắt đầu làm rồi đó. Là bưng lên cúng. Cháo nó bưng nó để ra đại. Cháo nè, này là giống như món lẩu đó. Mình nấu sẵn luôn và cúng. Thịt kho trứng hả cô chú anh chị. Còn mấy món nó chưa bưng lên tới mọi người. Bò xào củ hành hả mọi người. Cái này gà chiên hả cô chú anh chị. Gà ta chiên. Ăn rất ngon dữ lắm mọi người. Con gà nồi đó Thảo. Con gà này ăn dai. Gà nồi là gì? Con gà nồi là con gà cò đó. Gà cò nuôi gì? Nuôi để đá đó. Trời. Ghê không? Thịt nó săn chắc hết ghê luôn. Mà cái da nó vàng hết vậy nè. Này da bình thường không có ướp gì hết trơn á. Da giòn rụm hả? Trời ơi cái thịt nó thớ 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 nè. Nhìn mê chưa? Giống như tập tạ vậy đó. Cái gì nó có bắp thịt, bắp chuối gì đó. Nhìn ngon quá. Đó, trời ơi, nhìn cái này nè. Mê chưa? Ngon quá. Tí đứng lại canh anh Thảo nè, coi bắp lửm không Thảo. Tí. Anh Giang thì anh hai đứa thèn kêu à. Trời, cái gà này tắp ra đã thơm liền hết Thảo nha. Ừ. Thơm ghê á. Cái gà bẩn ha. Ừ. Đi. Cái hai người giống làm nước sốt để gì vô đó về đây con. Trời ơi cái gà này nhìn mê thiệt có thôi. Ở trong á nè. Trời ơi cái đùi này ăn một cái là tới chỉ luôn. Ống ánh lên nhìn thấy ngon ghê á ha. Cái này thịt luộc vừa chín tới nè, nó không còn đỏ nè, ngon quá trời ngon. Trời ơi. Cái ức gà này có Tony ăn thôi chứ ai ăn. Cái nước gà này nó xốp, nó không ngon bằng mấy cái đùi, mấy cái cánh đâu. Cái ức này thịt nhiều hết đó ha. Ức này bự vậy. Con gà này nó to. Cái đó là một hồi xé ra Thảo. Xé từng thớ từng thớ. Trời ơi. Lấy lít chắc nó ngon không? Xé nó mới ngon. Cắt xé cải không à, xé xé rồi nó mới dễ thấm, còn cắt nó không thấm. Dưới quê là hay xé không à. Trời ơi nó ngon. Cái gà này có cúng không bà Tư? Gỏi có cúng không? Không cúng. À đúng rồi, gà không cúng. Không cúng gì lộn nha. Lộn nha. Quay gì phải ăn nữa mới được chứ. Ui cái này ngon nè. Cái đó Thảo biết gì không? Biết. Cái gì? Cái gà trống nha cô chú anh chị. Mà giống như một nè, con gà này nó trứng nên dính chùm luôn nè. Quá trời trứng lần đầu tiên thấy cái trứng 1 2 3 4 5 6 cái trứng. Ủa, sao bên đây hả? Con gà trứng mà sao? Gà trống mà 6 cái trứng. Rồi. Thấy không? Em thấy đứng gì mà. Rồi cái đó bẻ đi hả? Giờ làm để ăn. Trời ơi, ngon hả? Ừ. Đang hồi mặc thêm mấy cái nữa đó. Ngon quá. Ngon quá ha. Ngon quá. Ngon quá hồi hết con gà luôn nè. Trời ơi cái mông. Ô. Nãy có lấy cái cục chân đó ra chưa? Không biết. Tưởng đâu mày lấy mà thấy bể cái gà nó ngọt. Gà mà ngon quá ha. Không đắng đâu. Ngọt mà nó dai ngon dễ sợ luôn.
Nãy giờ quên chụp hình á. Dạ. Để nó sốt đi cho. Chị hai kìa. Chị gái. Thôi. Nha. Này nước sốt để gì vậy em? Cứ lấy bột tay không? Đường nhé. Đường bột tay không? Đường nước mắm tắt. Đậu xanh. Tỷ lệ làm sao? Bỏ đại anh em vừa ăn. Bóc nha. Rồi. Trời ơi. Nghe đổ vô bà tự. Rửa bóp. Anh nhỏ nó đổ vô bóp chị. Rửa tay sạch là được. Rửa tay cho. Rồi. Sát khuẩn cho. Rồi. Ghế. Dạ. 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 Nó tê tê chính giữa còn không biết. Ai cho đều để nó trộn cái nước đều. Anh tê lên thôi, anh đừng có bóp nha. Bóp hỏi nó xẹp hết. Cúng ông bà hả cô chú anh chị? Đây là đám giỗ ông ngoại Kim. Con gái Bến Tre phải biết chặt dừa nha. Dừa đá. Đá thì nó chặt hết tới vậy. Chà, chặt điêu người luôn. Trời ơi, tí là cái gì? Đẹp, đẹp quá. Chặt cái đít nữa nè, để có chỗ để nè. Wow. Thì con gái Bến Tre nè, có biết leo cây không chị? Wow, chặt đẹp quá. Leo núi được mà. Dừa ngọt quá. Đó, không chưa? Ngon không chị? Bây giờ đây thích uống nước dừa lắm bà cô chú ơi. Nước dừa ngọt ngon mà mát quá chị ha. Mê luôn dừa xiêm này nè, uống ngọt lắm. Mẹ uống với nha. Ngọt ngay luôn á, dừa này dừa nạo tới nè. Cặp, như chuột cặp. Ngon quá. Mấy cái ngọt đợt trước này có chú chị đợt trước Kim ở đây có cây cọng. Đợt trước Kim lên là mở tơi Kim mới cấy ra, bữa nay nó nhỏ xíu rồi, bữa nay nó bự lên rồi mọi người, nó cao rồi nè. Nhanh ghê á. Mới có cỡ 1 tuần hơn 1 tuần chứ gì, nhanh chưa. Đây có hẹ nữa nè. Kim thích ăn hẹ lắm, canh hẹ. Hai chậu hẹ luôn nè cô chú anh chị. Chú chó. Hả? À, cô chú anh chị. Gà chiên nè. Bò xào. Dưa hấu. Thịt kho trứng. Cái này là cái lẩu lúc nãy cúng nè. Bây giờ là mình nấu lẩu tươi hả mọi người. Cháo nè. Gà xào khóm. Gỏi gà. Đây dĩa lẩu nè mọi người. Dĩa lẩu đây có rau. Rau nhúc với rau muống. Bây giờ Kim bớ miếng cơm ăn miếng thịt kho trứng cô chú anh chị. Thịt kho trứng nhìn ngon lắm. Đây là đủ chín rồi nè mọi người. Ủa vậy hả? Vậy thôi mấy cái cây này chưa lắm. Nó chín quá, để tới ngày đám cưới là cũng. Đây, dựng sắp xong rồi cô chú anh chị. Cái gạp này mình còn lên nữa phải không chú? Cao. À đúng rồi. Ôi, cái này đẹp dữ vậy ta. Lòng hồng đồ gì. Lòng thông đôi gì giấy dở rồi chằng chịt đẹp dữ. Đèn rồi chớp chớp giờ tối đẹp hen. Ôi mấy cái đèn này hay quá vậy. Hay ghê. Đây có mấy cái đèn chùm giống như cái bông hay nè. Đẹp quá. Đẹp chưa, này buổi tối đẹp dữ lắm thôi. Có hai người làm hả chú? À thêm người nữa rồi, ba người. Bốn người hả? Này là ngày hôm nay là xong luôn hả chú? Xong không? Ngày hôm nay là xong không? Mai hả? Là dựng lần lần trước ha. Đẹp quá. Cái này còn nâng cao lên nữa hả cô chú anh chị? Vậy là chưa có xong đó mọi người. Còn nâng cao lên nữa. Cái gặp chú ở chợ Ba Giác hả chú? Ừ, chợ Ba Giác được. Chú rồi ta.
Chú hả? Kêu bằng gì vậy? Không, lịch sử còn kêu bằng chú. Thì kêu bằng gì đây? Ủa chú, cái này gạp này mình cho thuê này là bao nhiêu tiền cái gạp? Cái gì là 500. Cái 500 mà mấy cái? Này là 2 cái mà. Ấy, là hết cái nhà này là mấy cái? Cái nhà này đây đó là 2 cái. 2 cái ở trong kia. Đó là 1 cái. Ừ. Tổng cộng là 3 cái. 3 cái. 3 cái là 1,5 triệu. Là ở bên chú thuê gạp là thuê cổng là riêng nữa đó, là cổng rạp luôn chung. Đâu có cổng kia nha chị. Cổng là bao cổng nhiêu nữa? Cổng với bắt rau là 4,5 triệu. Cổng với bắt rau là 4,5 triệu là gồm luôn có trang trí bàn thờ vậy chưa? Trang trí bàn thờ 3,5 triệu riêng nữa hả? Gọi gì nữa? Gì nữa? Bàn ghế chén dĩa. Bàn ghế chén dĩa là bao nhiêu nữa? Mà bên cái này là bên nấu ăn người ta bao. À, nấu ăn người ta bao, bên chú không phải nấu ăn hả? Bên em dựng gạp. À, bên chú dựng gạp không à, còn bên kia nấu ăn người ta bao bàn ghế chén dĩa gạp. À. Chỉ nhà chỉ chuyển tiền là đất bắt rau với gia tiên. À. Còn mấy bên kia là bên dịch vụ nấu ăn. Bên gia tiên bàn thờ là chú có bông với trái cây gì luôn phải không? Bên em làm bông hà trái cây. Là tự gia chủ ha. À. Ừ. Bông là bông gì ta? Bông giải hả? Không, tươi. Bông tươi. Bông tươi ha. Còn cổng là cổng bông giải ha. À. Dạ. Bông tươi là giữa với bàn thờ. Dạ. Đẹp quá đó. Cái này phải hồi đó chưa lấy chồng cái mình ấy mướn cổng này được, lúc trước mướn cổng trên kia không đẹp bằng. Mướn rạp này nè không đẹp bằng. Không có mấy cái này đâu. Phải chưa lấy chồng. À, phải chưa lấy chồng ha. Cái làm cho đẹp chứ bây giờ lấy chồng rồi giờ sao giờ? Không lẽ lấy nữa. Chồng rồi, hôn lại. Hôn lại hả? Đây là đẹp quá trên nè. Hôn lại. Đây nè. Đây nè cô chú anh chị. Hôm nay em rể. Em rể với em gái Kim dọn dẹp ở ngoài đây ha mọi người, quét lá đốt. Đốt những cái lá cây trên đây nè, nó rơi xuống á cô chú anh chị nhiều lắm. Quét dọn cái cỏ nữa nè. Đốt có sạch hết rồi mọi người. Mấy ngày nữa là đám cưới rồi. Cái rạp người ta cũng dựng xong rồi ha cô chú anh chị. Cái đường nhà Kim là lộ liên xã, nó lộ nhỏ nhỏ vậy nè. Nhưng mà đều xe chạy nhiều lắm. Xe hơi, xe tải gì chạy cũng được hết trơn á. Đây đốt dọn sạch ha cô chú anh chị. Ngày mai mấy cái xe này chở vịt, chở vịt, chở gà đó cô chú anh chị, thấy ghê chưa. Đây dọn bên đây nữa nè. Cái đu đủ nè. Cái đu đủ trái cũng nhỏ nhỏ không à. Để về buổi chụp hình cho đẹp mọi người không có hái. Hello chơi. Chị chịu nó mê đi xe đạp quá chừng nè. Chị ôm cẩn thận đừng té nha con nha. Đó, chạy xe đạp. Ê ơi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Chị. Chị ngồi xuống. Ôi. Chiều nay cái đường này xe chạy nhiều lắm cô chú anh chị. Có mít nữa hả mọi người. Mít đợt trước Kim về chín nhiều mà đợt này Kim về không có chín. Trái to lắm của chúng vậy đây nè. Không có chín. Dọn ở trong đó nữa mọi người. Giờ ở đây. Đây là xe tải chạy thấy ghê chưa. Xe chạy thấy ghê mà mấy cái đứa này nó chạy xe đạp thấy ghê quá hả. Nhi cũng vô nhà luôn nè. Cái mai trong đó bây giờ vẫn còn hoa luôn cô chú anh chị. Cái mai nở Tết mà nở muộn quá chừng, giờ vẫn còn bông luôn. Đây là cái đường nhà Kim á. Cái đường nguyên cái đường ở Bến Tre luôn cô chú anh chị. Kim đi chỗ nào cũng thấy nè, hoa bằng lăng quá chừng luôn. Mà đợt này ít hoa đó. Cái đợt có nhiều đợt đó là hoa màu nguyên một màu tím rịm luôn. Đẹp lắm.